Đi câu tiếp nha em nha. Đây. Máy cơm chưa? Cho anh cơm cái này cho. Nó. Buồn dữ ơi. Khó đưa ngay cho em. Lấy xe một tay công. Em ơi, đang lấy xe nó không là nó có một tay. Vừa chặt cài nhắn nó sẽ đua. Còn thế cũng trên tay đã đủ rồi đâu. Cho xe xuống nào, cho xuống đéo luôn. Cho xuống thì về luôn, đang nói cái thằng nói cho nhà anh. Ui. Cậu ơi, ngồi. Cương. Mày cầm đau hết cái tay. Cái đầu bùi. Đi. Đau run đấy. Cảm. Nè, đi tìm cái mới đừng đi. Nó bòi thanh tí. Kìa. Cầm lại, cầm lại. Tổ nước đi. Đấy được đi. Cái đấy nó hơi lỗi. Được. Bên trong nó để tí, để mọc tay rồi. Thôi đi. À, lấy về thì đổ cái lọ khác ngủ thế nhỉ. Bên kia thiếu điêu cái lò nhà lấy. Lốn mới vào lúc nào? Mới hôm trước, cái hôm anh đi mẹ đấy. Vào mới rừng rậm này rồi. Ờ. Mới vào làm đẹp đi. Và đau dùn. Cặc, mày đi câu hôm nào? Em đi cầm con này. Thế mình đi mẹ, ô mì đốt cá to. Đỉa lôi mẹ và hai cái con của bố đi. Bố chửi rồi. Cầm đeo chặt. Đó là những người đến mùi như lắm. Không bị đau rụt như em nha. Nhặt chun đi em. Mấy thằng nhặt đi. Nhặt đi. Anh không nhặt đâu.
qua đâu. Làm gì thì dù nó chui lên ạ. Rồi nó ăn cái dẻo nó mới nhảy 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 mà nhảy dùng rồi nó nhảy 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 Thank you.
Đặt đơ. Đặt đơ. Ừ. Nếu cứ bốn nó lên. Đặt ngá đặt xì kê. Đặt gì nào như. Đặt biệt chim. Đặt cu to. Đặt cu to. Thắng ý với cu tí tí thôi. Em thấy có anh Cương là cu to rồi. Mày rồi, chụp rồi, mày mày thế thôi cũng đéo làm được.
Thôi. Đâu buôi thì mẹ bắt thì đéo bắt được. Tao công được đéo gì mời. Chết rồi nói. Ôi ơi. Rồi. Rồi cậu. Rồi hết. Thôi. Rồi. Cầm máy quay đi. Đéo tao có nhìn được cái đồng vui rồi. Tao cứ nhìn được cậu cái vụ là cái xưa nhìn đi. Mẹ nhìn con đẹp trai, đẹp trai, dơ nhìn thì buồn cười vậy anh. Ôi, đẹp trai đó. Nghe xưa ấy, dơ nhìn buồn cười vậy. Mày quay, quay đéo trên chơi đi. Rồi, quảng ra rồi đúng không ạ? Rồi, chuyện to ấy. Con chuyện ở trên đó. Quay bình thường thôi, mày quay được máy bay mới nói. À, quên đợi không sao đâu. Nào, mày trúng lửa cái rồi mẹ làm ai chết. Trúng nó rồi. Thì anh đi còn quên quên chẳng sao anh lo cho. Đấu và lường nhỉ. Rồi Cương, cứ mày quay đi. Con đi. Đầu mày. Xuống đi. Xuống đi ta khoang. Cương phải đưa cho em gửi cho em mới xuống nhỉ. Thì em còn đố câu mới xuống. Đây rồi, em đây. Và xuống. Đéo đưa em cái đó đi Cương. Gì chuyện này. Chẳng để đỡ cũng được. Thôi mang sẵn xuống, con mang quay xuống. Xiềng liều mang xuống, con vứt bỏ.
xẻng gì đâu mà nó. Này này có ngoài cái. Có ngoài cái đít mẹ. Đít mẹ. Lại đưa xem cóm được. Đó, ăn cái đéo lòm dòm đấy nhỉ. Cậu được mình cậu đi. Cương lấy em cái chai kia thì cứ. Cái chai nước bỏ cái tí để em câu cả bóng cho đâu. Mẹ ngay bật nó quay như cái luôn mẹ. Giờ này em ngồi không quay rồi anh Cương. Chương nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Giờ cái nơi nào mặc thì đéo nữa đây đi Cường. Đấy mới Cường, nó mặc cái đồ quay vào đây rồi. Dài nhất rồi. Hôm qua nó mặc cái gì ở đây mới vẫn cuộn vào chứ Cường. Câu đồ ai gì? Rồi, mực khô rồi. Rồi. Đấy, mực khô rồi. Cái đó mua một cái lượng để mất cái lượng ra anh Cường. Thôi cho con chung người bé được cơ.
em chỉ quái đâu tiền thì cơ. Không có đấy, câu có đấy. Cây câu thì đéo chứ không? Hả? Không có cây thì câu thì đéo chứ. Cây đâu? Anh đúng khinh thương câu kiểu như em. Ôi giời. Còn cá to rồi kia. Ăn chưa? Mày phải lấy cái rơi thả dai vào. Ôi thả mây nó không đến dưới kia nó đéo đủ ăn đâu. Đéo đủ ăn. Anh lên tóm. Anh muốn tự ý xem các em câu thì có ai nữa đây. Là lấy sơn nó không ra những con gì. Trời ơi, chỉ có ai tiếng. Tôi cây ra anh cương. Cái đéo rồi, chạy ngáo à. Dưới kia nó xô mì. Ok. Chạy cho nó lớn. Giống mà cạch em như nó chậm. Ngáo à, cái gì mới lấy chạy lấy gì nó đấy mì. Đâu, xô lâu. Dưới kia chúng ta mới bảo nó lấy xô mới trượt đấy. Xô mới thủng mày, mới trượt được. Cứ ngu mà. Xô đéo xô lên ai biết mà. Ổn nặng cái phao kia mà đấy. Nó phao đấy. Phao kia anh cho chí đâu phải ở đang đấu phao ấy. Anh có hát chan nó cho ý chí rồi rồi. Rồi. Quạt cái quả nha. Lấy cây dễ chút hơn. Ừ, con. Giờ tôi mới phá mệt mẹ. Chỉ gặp quá ngay nữa. Ok không anh cương? Để chú ta đấy đi lấy nó đi ăn nữa. Đi chơi thôi. Chịu nè.
năng cho nó bơi cùng mình thôi. Quả này cũng cảm nhận dung một thử đấy. Ý là sắp đổi. Chưa con. Bảo cá từ nãy giờ cơ. Rắm thì quái quá. Rồi, lấy ra đây một con. Câu bên đấy. Câu thôi, câu bên đây. Trời. Quả luôn đi con. Nhịp ở bên đấy làm kiến lại luôn.
lôi cái cây cương kéo đi vào cái dọc kéo ấy. Chưa. Cha con nó dính rồi.